Xin kính chào quý vị, anh chị. Chào mừng anh chị đã đến với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ. Và ngày hôm nay, sàn ô tô Mỹ Đình xin giới thiệu đến quý vị anh chị những chiếc xe và những dòng xe trong tầm giá từ 5 đến 700 triệu mà anh chị quý vị đang có nhu cầu. Ở phân khúc khoảng 5 đến 700 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn mua được những dòng xe trong phân khúc như là phân khúc B và phân khúc C. Và những chiếc xe có thể là ở phân khúc D, nhưng cái năm sản xuất của nó sẽ là sâu hơn một chút. Thì ở đây em xin giới thiệu qua là em đang ví dụ như hai chiếc Accent này trong tầm giá 500 triệu. Đó, ở năm sản xuất của nó sẽ là khoảng 18 và 19. Bên cạnh Accent thì Honda City cũng trong tầm giá đó. Đó là City Top trong khoảng 18-19, năm sản xuất 18-19 thì chúng ta có thể lựa chọn được Honda City Top. Tiếp đến đó chính là những chiếc Toyota Vios mà mọi người cũng rất là phổ biến và sử dụng lựa chọn. Trên một chút nữa thì chúng ta sẽ có những chiếc xe ở phân khúc C như là Mazda 3 hoặc Cerato hoặc Elantra. Thì ở đây em có những chiếc Cerato, ví dụ như là chiếc này của em là sản xuất năm 2017 và là bản 2.0 màu trắng đó, trong tầm giá hơn 500 triệu. Đây là chiếc Mazda 3 cũng có khoảng giá đó, sản xuất năm 2016. Hoặc là chiếc Focus Hatchback 2018 và đây là chiếc Elantra 2017. Ngoài ra thì có những chiếc Mazda 6 như là bản 2.0 thường hoặc là bản 2.0 trong năm sản xuất như là 15, 16, 17 cũng có giá khoảng từ 5 đến 700 triệu. Còn chiếc này của em thì là bản cao cấp và là sản xuất năm 2018 nên là giá của xe này nó trên 700 triệu đồng rồi ạ. Ở dưới đây thì em có thêm chiếc Corolla Altis, nó cũng trong khoảng giá từ 700 triệu. Chiếc này thì sản xuất năm 2019. Với tầm giá khoảng 700 triệu thì chúng ta cũng có thể mua được cả những chiếc Kia Optima trong phân khúc hạng D. Năm sản xuất của nó khoảng 16 hoặc 17 ạ. Đấy, đấy là những một trong những chiếc xe mà cũng đáng được để lựa chọn và sử dụng. Ngoài ra thì Mazda 3 ở đây chúng bên em còn có chiếc màu đỏ năm 2017 bản phanh tay điện tử đó, đây rất là mới. Bên cạnh đây cũng có một sự lựa chọn nữa, đó chính là Kia Cerato 2018. Và đây, điều đặc biệt nữa là với khoảng 600 triệu hơn một chút thôi thì chúng ta cũng có thể sở hữu một chiếc Toyota Camry trong phân khúc hạng D rất là mới và còn rất là chất. Chiếc này của em thì là model 2013. Toyota Camry hơn 600 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu một chiếc xe trong phân khúc hạng D rồi. Ngoài ra thì khoảng 6-700 triệu thì chúng ta lại có một sự lựa chọn nữa ở phân khúc gầm cao cỡ vừa, đó chính là chiếc Ford EcoSport. Chiếc này thì được mệnh danh là ông vua đường phố rồi, sử dụng rất là linh hoạt trong phố. Ở phiên bản cao hơn nữa, 7 chỗ thì chúng ta có thể sử dụng lựa chọn được chiếc Fortuner mà em đã bán đây ạ. Chiếc này có giá là khoảng chưa tới 700 triệu đồng mọi người nhé, nếu mà ai có nhu cầu về phân khúc 7 chỗ. Bên cạnh đây là một chiếc Kia Sorento. Chiếc này của em thì cũng có giá khoảng hơn 700 triệu đồng một chút. Nhưng nếu chúng ta muốn mua một chiếc Kia Sorento với tầm giá 5 đến 700 triệu thì cũng có. Chúng ta sẽ mua được xe ở đời như là 2015, 16, 17 chúng ta cũng có thể mua, nhưng ở là bản tiêu chuẩn. Đó, rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Và vừa rồi thì những chiếc xe mà trong khoảng giá 5 đến 700 triệu thì em đã giới thiệu qua cho mọi người. Nếu như anh chị nào mà đang có nhu cầu chiếc nào hoặc là cần tìm chiếc nào thì hãy gọi điện trực tiếp cho em. Em sẽ có thể tìm xe và tư vấn cho mọi người một cách hoàn hảo và
chuẩn nhất ạ. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi.